Xin chào mừng anh em đã đến với vòng đấu thứ 3 của giải bóng đá chung cư Goldmark City lần 2 năm 2022. Trước mắt chúng ta là trận đấu giữa hai đội R1 và R3. Đây là hai trong số 5 đội thuộc bảng A của giải đấu năm nay. Giải bóng đá Goldmark City năm 2022 có sự tham gia của 10 đội bóng chia thành hai bảng. Trong đó thì R1 và R3 là hai đội bóng thuộc bảng A. Ba đội bóng còn lại thuộc bảng đấu này là S4, S1 và Đốc Đô. Trong khi đó bảng B là sự góp mặt của 5 đội: R2, R4, S3, S2 và Diamond. Trong trận đấu ngày hôm nay, các cầu thủ R3 sẽ thi đấu với trang phục màu vàng và xanh ngọc. Trong khi đó, các cầu thủ R1 sẽ thi đấu với trang phục màu xanh đậm. Cả hai đội vừa thể hiện sự quyết tâm trước trận đấu này. Ở bảng A lúc này, các cầu thủ R1 đang đứng ở vị trí thứ 2 với 3 điểm. Trong khi đó, các cầu thủ R3 đang đứng ở vị trí thứ 4 với chưa có điểm nào. Các cầu thủ R1 đã có 3 điểm. Nhưng thực chất ở vòng đấu thứ nhất thì các cầu thủ R1 đã không phải tốn một giọt mồ hôi nào để giành chiến thắng. Lý do là bởi ở trận đấu trước đó thì các cầu thủ Đốc Đô đã không thể thi đấu. Điều này đồng nghĩa với việc các cầu thủ Đốc Đô bị xử thua 0-3. Và các cầu thủ R1 nghiễm nhiên có 3 điểm. Ở hiệp 1 của trận đấu thì các cầu thủ R3 là những người giao bóng trước. Trận đấu đã bắt đầu. Pha lên bóng đầu tiên của các cầu thủ R3. Để anh em tiện theo dõi, chúng tôi xin giới thiệu đội hình ra sân của các cầu thủ hai đội. Với các cầu thủ R3 là số 1 Đặng Văn Phúc, số 2 Đỗ Thiện Thìn, số 7 Lâm Văn Huỳnh, số 36, số 45 Nguyễn Tuấn Hiển, số 57 Giang Văn Bắc và số 92 Nguyễn Văn Hà. Trong khi đó, những cái tên ở đội hình xuất phát của các cầu thủ R1 là Đoàn Trường Giang mang áo số 10, Trần Quang Hưng mang áo số 33, Công mang áo số 36, Nguyễn Cao Cường mang áo số 55, Tô Ngọc Mùi mang áo số 79 và Doãn Thanh Bình mang áo số 88. Người đang đứng trước bóng là Trường Giang. Pha chuyền bóng của Trường Giang đã không đến được vị trí của đồng đội. Vẫn là những sự cạnh tranh rất nóng ở khu vực giữa sân. Thiện Thìn dứt điểm. Người vừa có pha dứt điểm vừa rồi là Tuấn Hiển.
Tuấn Hiển là một trong hai cầu thủ đã ghi bàn cho R3 ở giải đấu năm nay. Người còn lại là Lê Minh Thắng. Ở vòng đấu trước thì các cầu thủ R3 đã để thất bại trước các cầu thủ S4 với tỷ số 2-3. Trong khi đó, như tôi đã nói từ trước thì các cầu thủ R1 nghiễm nhiên có được 3 điểm khi các cầu thủ Đốc Đô đã không thể thi đấu ở vòng 1. Thế trận những phút đã qua được giữ ở mức vừa phải. Pha chuyền bóng của Thiện Thìn không mang lại nguy hiểm cho khung thành của các cầu thủ R1. Những pha cạnh tranh rất quyết liệt. Trường Giang đã không thể vung chân sút trong tình huống vừa rồi. Trọng tài đã báo lỗi với Trường Giang. Đá phạt lên cho các cầu thủ R3. Vẫn là Thiện Hình. Cầu thủ mặc áo số 2 bên phía R3 đang thi đấu rất tích cực kể từ đầu trận. Một pha phạt bóng an toàn của các cầu thủ R3. Người đứng trước bóng là Trường Giang. Pha bóng của Trường Giang đã không có ai ở vòng cấm để tạo ra điểm cắt. Pha xử lý bóng lỗi. Người vừa có pha xử lý bóng vừa rồi đó là số 7, Lâm Văn Huỳnh. Ở vòng 1 thì sau khi các cầu thủ Đốc Đô không đến thi đấu đúng giờ thì các cầu thủ R1 đã chia đội ra đá nội bộ. Và ở trận đấu đó, theo tôi quan sát thì các thành viên của R1 đều là những cầu thủ có kỹ thuật cơ bản rất tốt. Thiện Thìn, một pha dứt điểm của Thiện Thìn, tuy nhiên bóng đi hơi nhẹ. Một pha dứt điểm chìm của cầu thủ mặc áo số 2. Tuy nhiên khung thành của R1 vẫn được giữ nguyên. Con đá ở ngoài, đá trong sân. Vẫn chưa có nhiều cơ hội nguy hiểm được tạo ra bởi cả hai bên. Người vừa có pha cản phá vừa rồi tiếp tục là Thiện Thìn. Trường Giang luôn là những cầu thủ thực hiện những pha đá phạt bên phía các cầu thủ R1. Phần lớn những pha đá phạt của Trường Giang tính đến thời điểm này thường là những pha đá phạt tầm thấp. Và đây là một pha phối hợp không thành công. Cầu thủ đá cao nhất bên phía các cầu thủ R3 là số 57, Giang Văn Bắc. Trong khi đó, cầu thủ thi đấu cao nhất bên phía các cầu thủ R1 là số 7, Vũ Mạnh Cường.
Một pha lấy bóng của cầu thủ R3. Chúng ta có thể nghe rõ ban huấn luyện bên phía R1 đang động viên Trường Giang thực hiện tốt hơn những pha đá phạt cố định của mình. Pha chuyền dài của Thiện Thìn. Liệu các cầu thủ R3 có thể cụ thể hóa tình huống này thành bàn thắng hay không? Đã không có pha dứt điểm nào được tạo ra. Pha phản công dành cho các cầu thủ R1. Pha đánh gót rất hay. Dứt điểm. Không có pha dứt điểm nào cả. Có vẻ như Mạnh Cường đã hơi lưỡng lự trong tình huống vừa rồi. Tiếp tục có Mạnh Cường. Pha đập nhà đã không trở lại được vị trí của cầu thủ ma số 7. Giang Văn Bắc dứt điểm. Một pha dứt điểm táo bạo của Giang Văn Bắc. Tuy nhiên thủ môn bên phía R1 vẫn đang thi đấu tỉnh táo. Hai cầu thủ chơi cao nhất ở cả hai đội đều đã có những tình huống của riêng mình. Ngay sau pha dứt điểm không thành công của Vũ Mạnh Cường thì Giang Văn Bắc đã có câu trả lời. Tiếp tục là một tình huống cố định cho các cầu thủ R3. Người đứng trước bóng là Giang Văn Bắc. Liệu có pha phản công hay không? Các cầu thủ R1 cũng đã không thể thực hiện được pha phản công trong tình huống vừa rồi khi các cầu thủ R3 đã áp sát kịp thời. Dứt điểm, không vào. Một pha chuyền bóng ấn tượng của Thiện Thìn. Tuy nhiên người đã bỏ lỡ cơ hội trong tình huống vừa rồi là Lâm Văn Huỳnh. Pha dứt điểm bằng chân phải của Lâm Văn Huỳnh trong tình huống vừa rồi đã đi bóng đi chệch khung thành trong gang tấc. Không có lỗi. Tuy nhiên các cầu thủ R1 cũng không thể tận dụng được pha bóng vừa rồi. Trong những phút gần đây thì thế trận đã trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều khi cả hai đội đều đã có những tình huống ngon ăn. Pha đỡ bóng rất mượt của Thiện Thìn. Giang Văn Bắc đã không có pha. Đã không có pha dứt điểm của Thiện Thìn trong tình huống vừa rồi. Tuy nhiên thì trọng tài cũng đã thổi lỗi cầu thủ mà số 2 này. Một pha kê người của Thiện Thìn. Đường truyền của Giang Văn Bắc trong tình huống vừa rồi là rất khó chịu. Đó đã là tình huống nguy hiểm thứ hai mà Giang Văn Bắc tạo ra về phía khung thành của các cầu thủ R1. Thủ môn bên phía R1 đang chưa thể thi đấu tiếp. Như vậy là trận đấu đã tiếp tục trở lại. Đúng rồi đấy anh ơi. Vâng đúng rồi đấy. Đi nhậu có các cổ động viên. Nên là anh cứ... Hai cầu thủ chơi cao nhất trên hàng công của R3 là số 7 Văn Huỳnh và số 57 Văn Bắc.
đang liên tục tạo ra những pha uy hiếp khung thành các cầu thủ R1. Rất hay, pha dứt điểm chân phải rất hay của các cầu thủ R3. Cầu thủ vừa tung ra pha dứt điểm vừa rồi là số 45 Nguyễn Tuấn Hiển. Chúng ta có thể dễ dàng nhận ra Tuấn Hiển ở trên sân với chiếc băng đầu gối màu vàng. Văn Huỳnh đã không thể có pha dứt điểm thoải mái trong tình huống vừa rồi. Sau đó là một pha phạm lỗi đến từ Thiện Thìn. Các cầu thủ R3 đang tỏ ra nguy hiểm hơn trong những pha tấn công. Số cơ hội nguy hiểm mà họ tạo ra về phía khung thành đối phương là nhiều hơn so với những gì R1 đã làm được kể từ đầu trận. Bây giờ sẽ là một pha đá phạt dành cho các cầu thủ R1. Một pha phối hợp diễm, bóng đã không thể vượt qua được các cầu thủ R3. Người vừa có pha cản phá trong tình huống vừa rồi là Lâm Văn Huỳnh. Một pha chuyền bóng không tạo ra được điểm chạm của số 35 bên phía các cầu thủ R1. Tiếp tục là một tình huống cố định dành cho các cầu thủ R1. Người đang đứng trước bóng lúc này là số 6 Văn Trung. Dứt điểm, bóng đã không đi vào lưới trong tình huống vừa rồi. Một pha dứt điểm chìm đưa bóng về phía trái của khung thành, tuy nhiên đã không có bàn thắng trong tình huống vừa rồi. Văn Huỳnh vẫn đang nhận được sự chăm sóc đặc biệt của các cầu thủ R1. Số 7 bên phía R3 đã thi đấu tích cực và cũng đã có được những cơ hội nguy hiểm trong những phút đầu tiên. Người thực hiện pha đá phạt góc trong tình huống này là Giang Văn Bắc. Văn Huỳnh, Tuấn Hiển. Những pha phối hợp giữa Văn Huỳnh và Tuấn Hiển. Pha chuyền dài đã không có bàn thắng cho mình cũng vừa rồi. Sau pha dứt điểm của các cầu thủ R3 thì các cầu thủ R1 cũng không thể thực hiện pha phản công nhanh. Thank you.
số 92 Nguyễn Văn Hà là cầu thủ đã sở hữu cơ hội ngoan ăn gần nhất bên phía R3. Tuy nhiên thủ môn bên phía R1 trong tình huống đó đã đấm bóng kịp thời. Thiện Thìn, Giang Văn Bắc. Hàng thủ của các cầu thủ R3 vẫn đang thi đấu kín kẽ. Với sự góp mặt của Thiện Thìn và Tuấn Hiển. Trong khi đó hàng công với những Giang Văn Bắc và cầu thủ mang áo số 7 Lâm Văn Huỳnh thì cũng đang mang tới những mối nguy hiểm dành cho khung thành bên phía R1. Ở chiều ngược lại thì các cầu thủ như Trường Giang, người vừa thực hiện pha đá phạt vừa rồi, đang tỏ ra khá đơn độc trên hàng công. Wow! Xuyên nữa có một pha phản lưới nhà đến từ các cầu thủ R3. Pha đánh đầu vừa rồi có vẻ như là của Lâm Văn Huỳnh. Một pha đánh đầu đưa bóng đi trúng xa ngang. Một tình huống thoát tim với những người hâm mộ của R3. Đúng là trong bóng đá thì có những khoảnh khắc mà chúng ta không thể ngờ tới. Và đó là lý do vì sao mà bóng đá luôn được coi là môn thể thao vua. Bởi vì nó luôn mang lại những cảm xúc và những sự bất ngờ, cả niềm vui, cả những giọt nước mắt nữa. Số 57 Giang Văn Bắc bên phía cầu thủ R3 đang thi đấu thấp nhất. Có vẻ như đã có một sự thay đổi về chiến thuật bên phía các cầu thủ áo vàng. Trong khi đó số 92 Nguyễn Văn Hà đang thi đấu khá cao. Một pha dứt điểm từ xa. Tuy nhiên bóng đã không đi vào lưới trong tình huống vừa rồi. Và đáp trả ngay sau đó là một tình huống bóng đập đất, khiến cho thủ môn bên phía R3 phải vươn tay hết cỡ để cản phá. Một pha đá phạt góc dành cho cầu thủ R1. Chúng ta có thể thấy nếu những tình huống cố định ở bên phía cánh phải thì người thường thực hiện bên phía R1 là số 33 Quang Hưng. Trong khi đó ở cánh đối diện thì Trương Giang số 10 là chuyên gia đá phạt. Bóng cho các cầu thủ R1. Phút thứ 22 của trận đấu và tỷ số vẫn đang là không đều. Chỉ còn khoảng 8 phút nữa là hiệp 1 của trận đấu sẽ kết thúc. Cơ hội vẫn còn với các cầu thủ cả hai đội. Dứt điểm. Bóng đã không qua được vị trí của Giang Văn Bắc. Pha xử lý không thành công của Văn Hà. Trọng tài đã thổi lỗi dành cho cầu thủ mang áo số 92 bên phía cầu thủ R3. Khác với những phút đầu hiệp 1 thì Giang Văn Hà đang thi đấu khá cao trong đội hình của cầu thủ R3. Liệu có pha sút thẳng hay không?
Vậy là phối hợp dứt điểm không vào. Một pha dứt điểm rất nguy hiểm của các cầu thủ áo xanh. Ở trong một thế trận cân bằng như thế này thì việc giải quyết trận đấu bằng những tình huống cố định là những phương án khả dĩ mà cả hai đội cần phải tận dụng. Pha dứt điểm của Văn Huỳnh đưa bóng đi không trúng đích. Đá biên dành cho cầu thủ R3. Các cầu thủ R1 cho rằng bóng đã chạm chân Thiện Thìn trước khi đi ra ngoài. Tuy nhiên quyết định của trọng tài là bóng thuộc quyền kiểm soát của các cầu thủ áo vàng. Giang Văn Bắc. Pha xử lý hay của Giang Văn Bắc. Pha đập nhà hay nhưng đã không có pha dứt điểm của cầu thủ áo số 57. Số lượng cầu thủ phòng ngự bên phía R1 vẫn là đủ để kiềm tỏa một trong những cầu thủ thi đấu tích cực nhất bên phía R3 kể từ đầu trận. Hiệp 1 của trận đấu chỉ còn khoảng 5 phút nữa. Tất cả những người hâm mộ đang có mặt ở sân cỏ nhân tạo chung cư Goldmark City vẫn đang chờ đợi bàn thắng mở tỷ số. Cơ hội cho thủ R3. Pha nhả bóng của Giang Văn Bắc đã không đến được vị trí của đồng đội. Chỉ trong ít phút thì các cầu thủ R3 đã có liên tiếp những pha đá phạt góc. Và đương nhiên cái tên quen thuộc đứng trước quả đá này là Thiện Thìn. Pha dứt điểm nối của Văn Bắc là không thành công. Rất tiếc trong tình huống vừa rồi. Đây không phải là lần đầu tiên Thiện Thìn và Văn Bắc có những pha phối hợp cho thấy sự hiểu ý giữa hai cầu thủ này. Như vậy là số 10 Trường Giang đã được rút ra sân. Những phút thi đấu đã qua của hiệp 1 ghi nhận sự tích cực và năng nổ của Trường Giang. Tuy nhiên có vẻ như hàng phòng ngự của cầu thủ R3 đã có sẵn những phương án để kiềm tỏa số 10 bên phía R1. Thay vì có một pha dứt điểm thẳng trong tình huống vừa rồi thì cầu thủ bên phía R1 đã có một pha bóng mà đưa bóng đi thiếu chính xác, không cho ai cả. Văn Huỳnh, pha chuyền bóng của Văn Huỳnh đã không đến được vị trí của Tuấn Hiền. Đường chuyền của số 7 là quá sâu so với đà băng lên của Tuấn Hiển. Pha phóng kịp thời của Thiện Thìn. Liệu có pha phản công hay không? Văn Bắc. Pha phá bóng kịp thời của số 6 bên phía R1. Đó là Vũ Văn Trung. Ngồi xuống.
Tuấn Hiển, Văn Bắc, Văn Hà, Văn Trung và các đồng đội vẫn đang phòng ngự rất kín kẽ. Pha làm tường rất hay của Văn Bắc. Pha dứt điểm của Thiện Thìn. Có vẻ như pha dứt điểm của Thiện Thìn đã trúng người của Văn Trung đi ra ngoài. Phạt góc cho các cầu thủ R3. Văn Trung vẫn đang cho thấy mình là hòn đá tảng nơi hàng phòng ngự bên phía R1. Số 6 vẫn đang thi đấu ấn tượng kể từ đầu trận. Phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1. Liệu có pha phản công hay không? Mạnh Cường. Mạnh Cường định thực hiện pha xoay con ba trong tình huống vừa rồi. Tuy nhiên Tuấn Hiển đã bắt bài. Nếu như ở bên phía R1, số 6 Văn Trung đang cho thấy sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự, thì ở bên phía đối diện, cái tên đó chính là số 45 Tuấn Hiển. Hai trung vệ của hai đội đều đang thi đấu rất ấn tượng trong những phút đã qua của hiệp 1. Văn Hà, Văn Bắc, dứt điểm không vào. Pha dứt điểm chéo góc rất hay của Văn Bắc nhưng đã không có bàn thắng. Tiếp tục là một pha đáp trả của cầu thủ R1. Người vừa dứt điểm vừa rồi là số 7 Mạnh Cường. Chưa đầy 5 giây thì hai bên đã có những pha dứt điểm nguy hiểm và đều bằng chân phải. Những giây cuối cùng đang chứng kiến những pha tấn công đẹp mắt và cống hiến cả hai đội. Đội nào cũng muốn bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn. Như vậy là hiệp 1 của trận đấu giữa R1 và R3 đã khép lại với tỷ số hòa không đều. Cả hai đội đều đã tạo ra rất nhiều cơ hội, tuy nhiên chỉ thiếu một chút may mắn nữa thôi. Và sự xuất sắc của hàng phòng ngự hai bên đã khiến cho hiệp 1 của trận đấu đã không có được bàn thắng nào. Hy vọng rằng những diễn biến của hiệp 2 sẽ cống hiến cho khán giả nhiều bàn thắng và một thế trận nóng bỏng hơn nữa.
Chào mừng anh em đã đến với hiệp 2 của trận đấu giữa R1 và R3. 30 phút đầu tiên đã diễn ra cực kỳ sôi động với rất nhiều cơ hội tạo ra được ở cả hai bên. Tuy nhiên, bàn thắng là điều duy nhất còn thiếu. Ở trong hiệp 1 thì Văn Huỳnh và Văn Bắc bên phía R3 là hai cầu thủ sở hữu nhiều cơ hội ngon ăn nhất. Cả hai đều đã có những cơ hội tiếp cận khung thành của thủ môn Phúc Đặng. Tuy nhiên, những pha dứt điểm là chưa thành công. Tuy nhiên, trong khi đó thì bên phía R1, Mạnh Cường là cầu thủ sở hữu nhiều cơ hội nhất. Số 7 của R1 đã có một pha tiếp cận khung thành của thủ môn Thanh Bình. Tuy nhiên, thủ môn số 1 bên phía R3 đã thi đấu tỉnh táo trong tình huống đó. Bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi những diễn biến hấp dẫn hơn trong hiệp 2. Ở trong hiệp 2 này thì các cầu thủ R1 đã có sự thay đổi người khi số 99 Tuấn Thành được tung vào sân thay cho số 33 Quang Hưng. Chúng ta có thể dễ dàng nhận ra Tuấn Thành khi anh là cầu thủ duy nhất trên sân có cặp kính cận. Tuấn Thành là cầu thủ vừa có pha chuyền bóng trong tình huống vừa rồi. Số 2 Thiện Thìn bên phía R3 thi đấu rất ấn tượng trong hiệp 1 với những pha leo biên. Pha đỡ bóng lỗi của Văn Bắc. Trong hiệp 1 thì những pha phối hợp giữa Thiện Thìn và Văn Bắc mang lại rất nhiều nguy hiểm trước khung thành của R1. Văn Hà, Văn Trung vẫn đang thi đấu ấn tượng. Trung vệ Vũ Văn Trung, số 6 của R1, vẫn đang thi đấu với phong độ rất cao kể từ đầu trận. Như thường lệ thì người đứng trước những pha đá phạt cố định vẫn là Thiện Thìn. Văn Bắc ngoặt bóng, làm gì đây? Tuy nhiên thì các cầu thủ R3 đã không có được pha phối hợp như ý. Bộ ba Văn Bắc, Văn Hà và Văn Huỳnh đã có pha phối hợp không thành công trong tình huống đã qua. Dứt điểm. Sau khi vào sân thì số 99 Tuấn Thành đang thi đấu ở bên phía biên phải. Chạy lên phải, lên xuống lên phải về đâu. Phá bóng an toàn của Thiện Thìn. Cao Công. Tuấn Thành đã không thể đón bóng sau đường truyền của Cao Công. Trong hiệp 1 thì Cao Công cũng đã có một pha đá phạt đưa bóng đi căng về phía góc cao khung thành của thủ môn Phúc Đặng. Tuy nhiên bóng đã đi ra ngoài trong gang tấc. Sau trận đấu này thì vào lúc 19:45, các cầu thủ Đốc Đô sẽ đối đầu với các cầu thủ S4.
S4 hiện đang là đội bóng đầu bảng A sau 2 vòng đấu với 2 trận toàn thắng, ghi được 6 bàn và để thủng lưới 2 bàn. Chúng ta có thể thấy Văn Trung đang theo kèm Văn Bắc như hình với bóng. Văn Hà đã không thể áp sát trong tình huống vừa rồi. Trọng tài không cho rằng đó là một pha phạm lỗi của số 83 Xuân Linh. Vâng, những tình huống rất đẹp của cả hai cầu thủ. Dứt điểm, không vào. Phúc Đặng đã chơi xuất sắc trong tình huống vừa rồi. Rất tiếc cho cầu thủ R1. Thiện Thìn, Văn Bắc, Văn Hà. Đã không có phát điểm. Dứt điểm, không vào. Bóng đã chạm vào người của Xuân Linh đi ra ngoài. Liên tiếp là những pha ăn miếng trả miếng của cả R1 và R3. Bóng vẫn thuộc về các cầu thủ R1. Tuấn Thành. Pha chuyền bóng không thành công của Tuấn Thành. Giống như hiệp 1, thế trận đang trở nên cân bằng khi cả hai đội đều có cho mình những cơ hội ngon ăn. Kể từ khi vào sân thì Tuấn Thành đang thực hiện khá nhiều pha xử lý lỗi. Và vừa rồi anh đã phải phạm lỗi với cả Văn Hà. Người đứng trước bóng là Văn Bắc. Văn Bắc đang thi đấu thấp hơn so với những gì mà chúng ta đã chứng kiến ở trong hiệp 1. Hiệp 1 thì Văn Bắc là cầu thủ chơi cao nhất bên phía R3. Đó là pha dứt điểm thẳng của số 57 bên phía đội bóng mặc áo vàng. Văn Hà, Văn Bắc, phá bóng dứt khoát của Văn Trung. Văn Trung và Xuân Linh đang thi đấu cực kỳ chắc chắn. Không vào, pha dứt điểm trúng xa ngang. Rất đáng tiếc dành cho các cầu thủ R3. Một pha dứt điểm căng như kẻ chỉ. Thủ môn Thanh Bình cũng đã chôn chân trong tình huống vừa rồi. Tuy nhiên bóng lại đi trúng xa ngang. Và chuyền bóng của Thiện Thìn đã không đến được vị trí của Tuấn Hiển. Dứt điểm, không vào. Không vào trong tình huống vừa rồi. Tuấn Hiển là người dứt điểm. Tuy nhiên bóng lại đi đúng vào vị trí mà thủ môn Thanh Bình đã đứng sẵn. Liên tục là những pha dứt điểm về phía khung thành của R1. Một pha đưa bóng đi trúng sang ngang và một pha đưa bóng đi vào giữa lưới. Nhưng lại đúng vị trí thủ môn đã chờ sẵn rồi. Trọng tài cho rằng Văn Trung đã phạm lỗi trong tình huống này. Một pha đá phạt dành cho các cầu thủ R3.
người vừa bị phạm lỗi là Văn Huỳnh. Như thường lệ thì Văn Bắc là cầu thủ đứng trước quả đá phạt. Trong hai pha đá phạt gần nhất thì Văn Bắc thường thực hiện những pha xử lý bằng má ngoài. Tuy nhiên bóng đều chạm rào. Có lẽ các cầu thủ R3 cần phải thay đổi cách thực hiện những pha đá phạt cố định của mình. Một pha bè người của Văn Huỳnh. Tuấn Hiển. Trọng tài đã không cho rằng Văn Bắc bị phạm lỗi trong tình huống này. Bóng tiếp tục thuộc về quyền kiểm soát của cầu thủ R3. Dứt điểm. Vào! Văn Huỳnh là người mở tỷ số trong tình huống vừa rồi. Một pha bóng có thể nói là ấn tượng của các cầu thủ R3. Bóng đập trúng sang hàng, rồi đập xuống ngạch vôi, rồi đập tung nóc lưới của thủ môn Thanh Bình. Một pha dứt điểm quá gần. Và Văn Huỳnh không còn cách nào khác là phải ghi bàn thôi. Ở một trong tình huống mà gần như vậy thì sẽ rất đáng tiếc nếu như không thể thành bàn. Trọng tài yêu cầu cầu thủ R1 thực hiện lại pha giao bóng. Bây giờ các cầu thủ R1 sẽ cần phải khẩn trương để có được bàn thắng gỡ hòa trước khi nghĩ tới những điều xa hơn. Một pha chuyền dài của Tuấn Hiền, tuy nhiên thì Văn Hà đã không thể đón bóng. Bàn thắng của cầu thủ R3 đến từ pha đá phạt nhanh. Và Văn Huỳnh là cầu thủ đã băng vào rất đúng lúc để bóng cận thành, đưa bóng đi tung nóc lưới của thủ môn Thanh Bình. Thiện Thìn, Văn Hà. Bóng đã chạm tay của Cao Công. Chúng ta có thể thấy các cầu thủ R1 đang có sự thay đổi về chiến thuật khi Xuân Linh, số 83, đang thi đấu cao nhất trên hàng công của các cầu thủ R1. Người đá ngay phía sau của Xuân Linh là Cao Công, số 36. Trong khi đó thì hai cầu thủ chơi cao nhất bên phía R3 là số 92 Văn Hà và số 7 Văn Huỳnh. Dứt điểm không vào. Một pha dứt điểm cận thành, tuy nhiên số 92 Văn Hà bên phía R3 đã bỏ lỡ. Một pha dứt điểm bóng hơi cận chân của Văn Hà. Một pha chuyền bóng dài của Văn Trung, tuy nhiên Thiện Thìn vẫn đang kiểm soát được tình hình. Dứt điểm. Không vào. Một pha dứt điểm ở góc khá hẹp. Tuy nhiên vẫn gây ra một chút khó khăn dành cho thủ môn Đặng Văn Phúc bên phía R3.
Bây giờ sẽ là cuộc đấu trí căng thẳng giữa hai đội. Cầu thủ đội 1 vẫn đang tìm cách để tiếp cận khung thành của thủ môn Đặng Văn Phúc. Tuy nhiên mọi phương án đều đang trở nên khá bế tắc. Có đôi chút căng thẳng ở trên sân, tuy nhiên thì mọi thứ đã dịu đi rồi. Văn Trung cho rằng mình đã bị Văn Huỳnh phạm lỗi trong tình huống đó. Đánh đầu không vào. Một pha lắc đầu của số 8 bên phía R1 đó là Lê Văn Hoan. Pha lắc đầu của Lê Văn Hoan đã gây ra bất ngờ cho thủ môn Đặng Văn Phúc. Tuy nhiên bóng đã đi trên cột dọc. Các cầu thủ đội 1 áp sát rất nhanh. Đã không có pha dứt điểm rồi, phản công. Văn Bắc. Dứt điểm không vào. Thủ môn Thanh Bình đã cản phá được cú dứt điểm vừa rồi của Văn Huỳnh. Nếu như Văn Huỳnh truyền sang cho Văn Bắc thì có lẽ cơ hội đã rõ ràng hơn. Trọng tài yêu cầu chờ còi. Pha cóc cho các cầu thủ R3. Văn Trung. Văn Trung, làm gì đây? Bóng đã không thể được đưa vào trong. Trận đấu đang diễn ra với tốc độ khá cao. Cả hai đội đang liên tiếp có những pha tấn công tốc độ về phía khung thành của nhau. Pha chuyền bóng của Thanh Bình đã không đến được vị trí của đồng đội. Số 8 Lê Văn Hoan đang thi đấu cao nhất trên hàng công của R1. Văn Hà, Văn Bắc và Văn Huỳnh bên phía R3 vẫn đang tạo nên những pha phối hợp gắn bó. Pha đá nối của Cao Công đã đưa bóng đi không trúng khung thành của thủ môn Đặng Văn Phúc. Một pha dứt điểm không trúng tâm bóng của Cao Công. Trong những phút gần đây thì mỗi khi có bóng thì thủ môn Thanh Bình thường thực hiện những pha chuyền dài với hy vọng bóng đến được vị trí của số 8 Lê Văn Hoan. Sau khi nhận bóng thì Văn Hoan sẽ có những pha lắc đầu đưa bóng thẳng về khung thành đối phương, hoặc là những pha lắc đầu để cho các đồng đội của mình thực hiện những pha bóng hai. Liệu có pha chuyền dài nữa hay không? Bóng không qua được vị trí của Văn Bắc. Các cầu thủ R1 vẫn đang tìm những phương án đến khung thành của R3. Và đây là một pha phản công dành cho cầu thủ R3. Trọng tài cho rằng Văn Trung đã phạm lỗi với Văn Bắc. Pha bứt tốc nguy hiểm của Văn Bắc và số 6 bên phía R1 buộc phải phạm lỗi.
trong những tình huống cố định đã qua thì người thường thực hiện những pha dứt điểm là Văn Bắc. Tuy nhiên những pha bóng của Văn Bắc đưa bóng đi không hiệu quả. Liệu có một sự thay đổi nào trong tình huống này hay không? Người đứng trước bóng là Thiện Thìn và Văn Bắc. Pha nhả bóng cho Văn Bắc. Tuy nhiên đã không có pha dứt điểm. Văn Huỳnh. Hay quá. Dứt điểm. Số 26 bên phía cầu thủ R3 đã có một pha dứt điểm chân trái. Tuy nhiên bóng đi sát cột dọc. Người vừa có pha dứt điểm vừa rồi là Trần Xuân Điển. Không vào. Một pha bóng lập bập nhưng Đặng Văn Phúc vẫn đang thi đấu ấn tượng. Văn Trung. Pha xoạc bóng tốt của Văn Hà. Bóng về chân các cầu thủ R1. Thủ môn Đặng Văn Phúc bên phía R3 vẫn đang cho thấy những phản xạ tuyệt vời của mình. Đã không có pha lắc đầu thành công của Cao Công. Thế trận vẫn đang khá cân bằng giữa hai đội. Phút thứ 52 của trận đấu. Và tỷ số đang là 1-0 nghiêng về các cầu thủ R3 với pha lập công của Văn Huỳnh. Đó là một pha dứt điểm cận thành ấn tượng của Văn Huỳnh. Ở khoảng cách quá gần nên thủ môn Thanh Bình của R1 đã không có cách nào khác là phải vào lưới nhận bóng. Trường Giang đã tiếp tục thi đấu. Sau khi được rút ra trong hiệp 1 thì bây giờ Trường Giang đã trở lại. Số 10 bên phía R1 cũng là một chuyên gia của những pha đá phạt cố định. Trong một thế trận bế tắc thì những tình huống cố định sẽ là cứu cánh dành cho cầu thủ R1. Pha dứt điểm có thể nói là cầu may của số 36 Cao Công. Với thế trận như thế này thì chúng ta có thể thấy phía trước thủ môn Thanh Bình bây giờ chỉ còn số 6 Văn Trung mà thôi. Các cầu thủ R1 đang dồn toàn lực lên tấn công. Dứt điểm không vào. Vẫn chưa có bàn thắng cho các cầu thủ R1. Người vừa có pha dứt điểm vừa rồi là số 10 Trương Giang. Lê Văn Hoàn đã áp sát thủ môn Đặng Văn Phúc trong tình huống đó. Tuy nhiên thủ môn bên phía R3 vẫn đang thi đấu tỉnh táo. Dứt điểm. Có bàn thắng hay không? Vào. Bàn thắng cuối cùng cũng đã đến cho các cầu thủ R1. Người vừa ghi bàn là số 33 Trần Quang Hưng. Trận đấu đã được đưa về thế cân bằng. Cả hai đội sẽ phải bắt đầu lại từ đầu. Rất hấp dẫn. Sau liên tiếp những pha tấn công của mình thì R1 đã có được thành quả. Những sự thay đổi người chuẩn xác của ban huấn luyện bên phía đội bóng áo xanh. Pha dứt điểm từ xa của Trường Giang và thủ môn Đặng Văn Phúc đã phải vươn tay hết cỡ để cản phá.
có thể nói sự xuất hiện của Trương Giang ở trong những phút đã qua đã mang tới những làn gió mới dành cho các pha tấn công của R1. Có sự thay đổi người bên phía R1. Cao Công là người được rút ra và vào sân là cầu thủ mà số 7 Mạnh Cường. Thiện Thìn. Văn Huỳnh. Văn Hà đang có bóng. Có phát diễm hay không? Dữ liệu. Số 10 Trường Giang đã phá bóng kịp thời. Trường Giang đang thi đấu rất hay kể từ khi vào sân. Không chỉ hiệu quả trong tấn công mà số 10 của R1 cũng rất tích cực hỗ trợ phòng ngự. Không khó để nhận ra Trường Giang với chiếc giày màu cam hồng. Thiện Thìn là người đứng trước bóng. Văn Hà. Trọng tài cho rằng Văn Hà đã bị phạm lỗi trong tình huống này. Người vừa phạm lỗi là số 6 Văn Trung. Sự áp sát của Văn Trung vẫn đang đem lại khó khăn cho các cầu thủ tấn công bên phía R3. Đứng trước bóng đang là Văn Hà và Thiện Thìn. Thiện Thìn, Văn Hà giữ điểm, bóng không đi qua rào. Một pha bắt bóng lập bập của Thanh Bình, nhưng anh vẫn kiểm soát được tình hình. Như vậy là cầu thủ số 2 Thiện Thìn, một người thi đấu ấn tượng bên hành lang cánh của các cầu thủ R3 đã được rút ra. Cả hai đội đều đang thi đấu rất khẩn trương. Đương nhiên mục tiêu cả hai phải là 3 điểm. Một pha dứt điểm của số 7 bên phía R1, Vũ Mạnh Cường. Hai đội vẫn đang có những pha xử lý có vẻ như là hơi vội vàng. Liệu có pha dứt điểm ngay hay không? Vũ Mạnh Cường. Pha dứt điểm của Vũ Mạnh Cường đưa bóng đi hơi cao so với khung thành của thủ môn Đặng Văn Phúc. Một pha phối hợp không hiểu ý của các cầu thủ R3. Trường Giang, Lê Văn Huân. Hơi tiếc là pha đánh gót của Lê Văn Hoàn đã không trúng bóng. Số 10 Trường Giang đang tạo ra những nét mới trong các pha tấn công của các cầu thủ R1. Một
Bây giờ là phút thứ 60. Phút thi đấu chính thức cuối cùng của trận đấu. Quang Hưng. Pha chuyền bóng của Quang Hưng đã không đến được vị trí của Vũ Mạnh Cường. Lê Văn Hoan là người được rút ra và số 36 Cao Công đã trở lại sân thi đấu. Các cầu thủ R1 và các cầu thủ R3 cần phải chắt chiu những cơ hội ở trong những phút cuối cùng này. Dứt điểm! Tiếp tục là một pha dứt điểm của Cao Công. Kể từ đầu trận thì Cao Công đã có khá nhiều pha dứt điểm. Tuy nhiên anh vẫn chưa thể điền tên mình lên bảng điện tử. Pha bóng lên dành cho các cầu thủ R3. Một trong những cơ hội cuối cùng của cả hai đội. Văn Hà. Văn Hà. Không vào. Bóng đã không thể vượt qua được Thanh Minh. Tiếp tục là cơ hội dành cho cầu thủ R3. Văn Hà sẽ là người đá phạt góc trong tình huống này. Dứt điểm. Một pha dứt điểm hụt khá đáng tiếc. Lên bóng dành cho thủ R1. Và người đã ghi bàn thắng có giá trị như bàn thắng vàng, đó là Vũ Mạnh Cường, số 7 bên phía R1. Những giây cuối cùng rồi. Những giây cuối cùng. Và các cầu thủ R1 đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Những giây cuối cực kỳ kịch tính. Trận đấu bây giờ chỉ còn tính bằng giây mà thôi. Ở những giây cuối thì Thiện Thìn đã được tung vào sân. Trận đấu kết thúc. Chiến thắng đã thuộc về các cầu thủ R1 với các bàn thắng của Văn Huỳnh và Mạnh Cường. Trong khi đó, người ghi bàn thắng duy nhất dành cho các cầu thủ R3 đó là Quang Hưng. Một trận đấu rất hay, rất kịch tính với bàn thắng vàng của Mạnh Cường. Một trận đấu với chất lượng chuyên môn cao. Rất cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi đến những giây cuối cùng của trận đấu giữa R1 và R3. Hẹn gặp lại anh em trong những trận đấu tiếp theo của giải bóng đá chung cư Goldmark City lần 2 năm 2022.